Thưa khán giả, chiều nay ngày 12 tháng 9, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Di dân tỉnh, họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày 12 tháng 9, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Di dân tỉnh, họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng. Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, quỹ đất của tỉnh sẽ có những thay đổi, trong đó đất nông nghiệp hơn 273.460 ha chiếm hơn 82% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất phi nông nghiệp trên 55.920 ha, chiếm hơn 16% tổng diện tích. Diện tích đất chưa sử dụng còn lại là hơn 430 ha. Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ khai thác hơn 230 ta đất chưa sử dụng, đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều nội dung liên quan đến hiện trạng và biến động sử dụng đất hiện nay, cần điều chỉnh các số liệu từ ngữ cho phù hợp và tên các dự án công trình tại các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Di dân tỉnh ông Dũng Quốc Nam đề nghị các sở ngành và địa phương phối hợp với cơ quan chủ quản ra soát đối chiếu lại các dự án để cập nhật điều chỉnh cho hợp lý dự thảo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng. Chiều nay ngày 12 tháng 9, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú và Trần Đề về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo số liệu thống kê, tổng nguồn quy động thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của huyện Long Phú còn lại kéo dài sang năm 2023 là 7,6 tỷ. Đến nay, giải ngân được hơn 3,5 tỷ đồng, đạt 46,35% kế hoạch nguồn quy động thực hiện năm 2023 hơn 47,5 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8 năm 2023, quyền đã giải ngân được gần 25 tỷ đồng, đạt 52,18% kế hoạch. Đối với quyền trường đề, tổng nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023 hơn 10,5 tỷ, đến nay giải ngân được 4,5 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch vốn tổng nguồn vốn năm 2023 hơn 47,4 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, giải ngân gần 20 tỷ đồng, đạt 41,11% kế hoạch vốn. Tại cuộc họp, các quyện đã trao đổi những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các sở ngành có trao đổi hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, có quyện cũng có đề xuất kiến nghị tháo gỡ những vấn đề còn dướng trong thực hiện các chương trình. Trước đó vào buổi sáng bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Dân dân huyện Cù Lao Dung về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Theo đó năm 2023, ba chương trình mục tiêu quốc gia của huyện có trên 70 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8 năm 2023, huyện Cù Lao Dung đã giải ngân gần 50 tỷ đồng, đạt 72,89% so với tổng nguồn vốn giao đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện đã đầu tư thực hiện các dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất nước sinh hoạt dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động dùng dân tộc thiểu số, bộ dưỡng kiến thức dân tộc. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là giải ngân chưa đạt theo yêu cầu. Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã phân tích, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân. Đồng thời lãnh đạo Ủy ban dân dân và các phòng ban của huyện cũng làm rõ nguyên nhân của khó khăn vướng mắt cũng như đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.